Em có yêu anh không? Đấy. Như dấu hiệu như này thì xin thưa với các bác là chắc chắn là vào đôi luôn rồi. Con đực gù một phát, con cái cúi đầu. Đấy. Và gì? Con đực quay ra hôn con cái, và con cái trâu cái mỏ ra là cho hôn luôn. Đấy. Là các bạn ghép 100% thành công. Ở đây là con cái là con bên trái màn hình mà nó lông nó hơi bị xù xù sạm sạm tung tung đấy, nó do ghép với con đực hằng nó đánh tung tét hết. Còn con đực là con cắt đuôi. Cái đôi này thì để cho các bác cái giá là 2 triệu. Bác nào nhanh tay nhanh mắt thì vừa xem cái đoạn đầu của clip đấy, con mái đang rỉa lông. Con đực sang nó vừa tỏ tình xong rồi đấy. Thì đấy là cái clip em đăng ngày 11 tháng 6 năm 2021. Thì con đực và con mái đều là âm thổ hết các bác nhá. Duy con mái thì lông lá thì chúng ta có thể thay đổi nó theo thời gian thôi. Bởi vì thực ra cũng chả giấu gì cả. Nó có sao thì chúng ta cứ thẳng với nhau luôn. Con đực nó muốn gù lại tiếp. Vừa rồi thì các bác xem cái đoạn đầu video là chim cô gái tỏ tình. Và cách kép như vậy nó rất là đơn giản. Chúng ta thả một con mái con tống vào như vậy thì nó sẽ có những cái thái độ như vậy. Đó. Thì các bác có thể bác nào mà có quan tâm thì liên hệ cho em theo cái thông tin ở phần mô tả hoặc là ở cái số điện thoại cũng như là kiêm Zalo là 0335305982. Đấy. Clip số 12 đăng ngày 11 tháng 6 năm 2021 các bác nhé. Xin cảm ơn các bạn. Em quay buổi chiều đang cơn mưa rầm rì. Sấm bỗng ùm luôn.